súng trường Grad kiểu 1874 do Basil Grad thiết kế và là súng trường tiêu chuẩn của quân đội Pháp từ năm 1874 đến năm 1886 với nhiều phiên bản. Điểm nổi bật của súng trường Grad là nạp đạn rời từng viên từ đuôi nòng nên được gọi là khai hậu. Hạt nổ đã được sử dụng thay thế cho đá lửa một cách rộng rãi, là một trong những sản phẩm của ngành công nghiệp vũ khí phát triển. Súng trường Grad sử dụng đạn có vỏ kim loại, khóa nòng với khả năng nạp đạn một viên. Nó được thiết kế với rãnh xoắn tinh xảo, giúp hiệu suất bắn và tính sát thương của súng tăng lên đáng kể. Súng trường Grad được sử dụng phổ biến trong các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới cho đến Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau này, người Anh dựa trên mẫu này để chế tạo khẩu Martini Henry. Súng trường Grad đã được trang bị cho quân đội Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam cuối thế kỷ 19. Nó tham gia cùng với lính Pháp trong hầu hết các cuộc đàn áp đẫm máu phong trào cách mạng của nhân dân ta giai đoạn này. Trong đó, có cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Cũng chính vì thế, việc nắm được công nghệ chế tạo loại vũ khí này của địch là cơ sở quan trọng để nghĩa quân Hương Khê có thể đối phó được với đối phương. Cuộc phục kích ở Hương Sơn thắng lợi là cơ hội để Cao Thắng giúp nghĩa quân làm được điều này. Những khẩu súng trường Việt Nam được Cao Thắng cùng nghĩa quân chế tạo trên cơ sở súng trường 1874 của Pháp được phát hiện và lưu giữ tại Bảo tàng Hà Tĩnh hiện nay là minh chứng cho sự sáng tạo của vị thủ lĩnh quân sự cuộc khởi nghĩa Hương Khê.